Chào anh em. Hôm trước mình có đăng một cái video tự làm lồng bẫy lên đấy, thì có rất nhiều anh em hỏi ý kiến mình xem là em có nên mua khung lồng về để tự ráp hay không. Thì hôm nay mình sẽ trả lời ý kiến các bạn như này. Về cái khung lồng ấy, thì mình mua khung lồng và inox về làm đấy thì nó đỡ tốn tiền, nhưng nó ngược lại với nó cũng là có một cái ngược lại là các bạn muốn trở thành những người làm chuyên làm lồng bẫy thì các bạn hãy mua vật liệu về cho các bạn tự làm đấy. Còn nếu các bạn muốn sở hữu một cái lồng cho thỉnh thoảng thì mình đi đánh thôi thì mình không nên mua các bạn. Bởi vì là anh em biết là làm một cái lồng này nếu mà làm liên tục á thì nó cũng phải rơi vào mất khoảng gỡ 3 ngày. Còn nếu mà làm lúc không ấy thì làm một cái lồng này nó cũng phải mất tầm một tuần đấy mới xong được một cái lồng nhé. Thế mà làm xong đây đây, như mình làm đây này. Mình làm một cái đầu tiên là làm xong phải dỡ ra. Bởi vì lý do là nó bị méo rồi, nó không được ưng lắm, thế nên làm cái thứ hai thì còn tạm tạm, cái thứ ba thứ tư đây này phải làm như vậy. Như vậy nhưng mình làm đến 4 cái ở đây này. Thì như cái này bây giờ làm được cái thứ tư đây này thì cái này nó được khoảng cỡ, nếu như so với cái của người ta vào 10 thì cái này thì vào 6 vào 7 thôi. Thì như vậy là cũng cũng đã sử dụng được rồi nhưng mà cũng chưa được đẹp. Thế thì bây giờ mình muốn sở hữu một cái lồng mà mang cái lồng xấu đi thì bạn bè anh em người ta cũng sẽ chê cười, và người ta trông mình mang cái lồng nó xấu quá thì nó cũng không hay. Thế là nếu như các bạn mà thời gian như thế bỏ ra với lại cái số tiền vật liệu mua như thế thì ta nên mua một cái lồng như thế này. Nếu mà người ta làm đẹp cái lồng như thế này nó khoảng cỡ 700-800 thì mình nghĩ là cũng xứng đáng thôi. Mình bỏ 700-800 ra mình mua một cái lồng còn hơn là mình bỏ ra mất khoảng 200 mấy 300 nghìn để mua khung rồi xong lại mất mấy ngày nữa vào về trong nó lại không vừa ý mình thì nó cũng rất phí. Nên anh em cân nhắc cái việc các bạn cũng tự cho mình cái câu trả lời là nó có nên mua khung về giáp không nhé. Đấy. Mình đây mình làm mấy cái lồng này nhưng mà nói thật với các bạn không chắc đã đánh được con nào đâu. Bởi vì một là phải nó không có thời gian, cái thứ hai nữa là chim giờ nó cũng ít, có phải ai cũng mang cái lồng bẫy đi mà bẫy được chim đâu. Cho nên là mình cũng chỉ làm mấy cái lồng này, gọi là đây mình ý định đầu tiên là làm một cái để chơi, nhưng mà sau đó là nó cứ đẩy dần làm nó không ưng cho mình phải đẩy lên lên nhiều hơn. Thậm chí là mình làm lên 3 cái 4 cái nếu nó mới được như thế này. Bây giờ mình sở hữu nó nhiều quá thì cũng chả làm gì, mà thực ra thì chim cò bên ngoài thiên nhiên nó cũng đâu có nhiều. Mình có khả năng một đời bẫy cái lồng bẫy khả năng chỉ đánh được 1 2 con cho nó vui thôi, nhưng đấy là giải tỏa câu tâm lý, còn thực ra thì cũng chả có cái thời gian đâu mà đi đặt bẫy thì đánh nó nhiều đâu. Thế nhưng mà thôi thì cái việc đây là mình cứ sắm cho mình một cái lồng bẫy thì nó, tôi nghĩ rằng là bỏ ra khoảng 700-800 1 triệu chăng nữa sắm một cái lồng bẫy rồi thỉnh thoảng mình đi giải khuây, thế cũng rất là hợp lý. Thế thì các bạn cũng nên cân nhắc việc có nên mua khung, trả lời cái ý kiến của bạn là có nên mua khung về giáp hay không. Các bạn bỏ ra một số tiền như thế thì tôi nghĩ là nó cũng không có lớn gì đâu, ta cứ mua hẳn một cái lồng cho nó làm nó ưng ý, người ta thợ ta làm đẹp hơn mình nhiều. Mình làm như này, nếu như còn các bạn mà muốn trở thành những người chuyên làm nụp ấy, bẫy chuyên nghiệp để đi bán ấy, thì các bạn nên cân nhắc việc có nên, các bạn có thể mua vật liệu về các bạn làm, đó là chuyện bình thường nhé. Xin chào, hẹn và gặp lại các bạn trong các video sau nhé.